Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tuần mới từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 8 tháng 10 năm 2017 của 12 con giáp. Xem bói cho người tuổi Tỵ, vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa khiến cho bạn cảm thấy phấn chấn và hăng hái. Còn các con giáp khác sẽ đón tuần mới ra sao? Hãy cùng theo dõi Lịch Nghề Tốt nhé. Tử vi tuần mới tuổi Tý. Tử vi tuần mới của 12 con giáp báo rằng người tuổi Tý có vận trình tương đối bình ổn. Tuy rằng có nhiều hung nhưng chỉ là những điểm nhỏ, còn cát vận lại tương đối rõ ràng. Âm sát báo hiệu âm mưu gian trá, có người lừa gạt, đố kỵ, bịt vợ, phản mệnh, nhưng may mắn thay thiên đức đỡ đần, có lộc trời ban, không cần phải lo lắng. Người tuổi Tý gặp tiểu nhân ảnh hưởng tới công việc, có người đâm sau lưng hoặc là cố tình gây hấn, cản trở bạn hoàn thành nhiệm vụ. Cạnh tranh không lành mạnh là việc hết sức bình thường, có thể vì việc này mà bạn bị khiển trách hoặc là chậm trễ, nhưng không sao hết, cứ cố gắng làm tốt và thận trọng hơn. Những người trong tối không thể mãi tự tung tự tác được. Hơn nữa, bản mệnh còn có thiên đức là quý nhân hiểu biết rộng rãi, có lối lý lẽ, có thể là cấp trên hoặc là đồng nghiệp đứng ra bênh vực mình. Đồng thời thiên đức cũng chủ về hòa hợp trong gia đình, gia vận hài hòa, làm điểm tựa vững vàng cho người tuổi Tý khi gặp phải những điều không ưng ý ở nơi làm việc. Tình cảm của bạn cũng có những sóng gió khi mà hai người bắt lỗi của nhau, chưa tìm được cách bao dung và thấu hiểu để cùng nhau hoàn thiện. Tất cả chỉ là những vấn đề thường nhật trong cuộc sống, nhưng nếu không biết giải quyết, khắc phục thì có ngày giọt nước sẽ tràn ly, bùng phát thành nguy cơ lớn hơn. Tử vi tuần mới tuổi Sửu. Tử vi tuần này của người tuổi Sửu có thể nói là đại hung, nhìn đâu cũng thấy như chuyện thông như ý. Đặc biệt là sức khỏe của bản mệnh khá kém do thổ khí cực vượng, trong người khô háo, mất cân bằng khiến ngũ tạng đều tổn thương, đặc biệt là dạ dày. Có thể xuất hiện tình trạng đau dạ dày hoặc là trào ngược dịch vị dạ dày. Bên cạnh đó, kiếp tài chủ về mất tiền, hao tốn tài sản, hãy lưu ý hơn và lấy lĩnh vực đầu tư của mình. Nếu đang có ý định phát triển dự án mới hoặc là chung vốn hợp tác thì nên cân nhắc thật kỹ, đối chiếu thông tin từ nhiều khía cạnh, kẻo bị lừa gạt, mắc sai lầm mà mất đi số tiền rất lớn. Công việc không thuận nhưng cũng không quá tệ, có một chút nâng đỡ từ quan tinh xong, được sự giúp đỡ này có qua có lại, không phải vô tư chính trực nên người tuổi Sửu mắc nợ người khác thì sẽ phải trả. Làm việc cần phải cố gắng, chăm chỉ và chú tâm, không để người khác dèm pha mình, cậy chỗ dựa mà lười biếng. Tình cảm của bản mệnh ở mức trung bình, người độc thân không có dấu hiệu khởi sắc do bản mệnh tự ti về bản thân, không cởi mở và ngại bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngược lại, người ta đang có đôi thì quá mức cẩn thận, không quan tâm tới nửa kia do đã quen thuộc, mất dần đi sự hứng thú và không có ý thức bồi dưỡng tình cảm của mình. Tử vi tuần mới tuổi Dần. Khác với tử vi tuần trước, tuần này người tuổi Dần có sao tử vi chiếu mệnh, đường học vấn và tiến thân bằng trí thức cực kỳ vững vàng. Nếu đang có nhu cầu tăng chức, chuyển đổi công việc tốt hơn mà thi cử hoặc là xét tuyển về học vấn, bằng cấp chắc chắn bạn sẽ chiếm ưu thế, có nhiều cơ hội thành công. Sao tử vi còn có cát tinh đối chiếu với sự nghiệp, được người khác trọng vọng và tin tưởng, cấp trên sẽ đề bạt, cất nhắc và giúp đỡ người tuổi Dần. Cần phải tận dụng thời cơ để tỏ rõ năng lực, dùng kết quả công việc để cụ thể chứng minh chính mình, không nên chỉ dựa vào học vấn chung chung. Thực thần tuần này bạn gặp không ít hiểm hung, chủ yếu là do thất sát hoành hành, có người ngang ngược muốn cạnh tranh và có điểm tai nạn xe cộ, va chạm, xước sát trên tay. Kho làm việc của bản mệnh không suôn sẻ, chạy đi chạy lại làm mấy lần là chuyện bình thường. Ra ngoài thì bị va quẹt hay là có rơi đồ trúng người là không thể tránh được. May mắn là có giải thần tinh hóa giải được mọi tai ương nên nhiều chuyện xấu nhưng không lớn, đó là những việc có thể chấp nhận được. Ví dụ như là tiểu nhân gây họa cũng chỉ ảnh hưởng nhỏ, vẫn có thể cứu vãn công việc và tiến triển, tai nạn nhẹ, không làm tổn thương thân thể nghiêm trọng, cẩn thận hơn là được. Tử vi tuần mới tuổi Mão. Người tuổi Mão có tuần mới đau đầu vì tình cảm, sao đào hoa chủ với nhân duyên đáng lẽ phải là chuyện mừng, chuyện tốt, nhưng đối với bạn thì đúng là họa vô đơn chí. Nhiều người theo đuổi, kéo theo đó là phiền phức, rắc rối, thị phi, đặc biệt là với những người đã lập gia đình thì chuyện này rất đáng ngại, có thể sẽ ảnh hưởng từ mối quan hệ vợ chồng. Công việc của bản mệnh có chút thuận lợi hơn nhờ có khéo léo tận dụng quan hệ xã giao, tình cảm của người khác phái. Nhưng đây là con dao hai lưỡi, dùng chừng mực thì mang tới lợi ích, nhưng quá đà thì sẽ khiến bạn bị tổn thương. Lợi dụng tình cảm của người khác mà bị người ta phát hiện ra thì dễ trả thù lại. Tài lộc không quá tốt, mặc dù có tài khố, nắm được tiền trong tay nhưng rốt cuộc cũng chỉ là quản lý hộ chứ không phải của mình. Phần bạn thực sự có không nhiều, chỉ đủ chi tiêu nên tốt nhất là không hoang phí. Các dự án đầu tư làm ăn cần nhiều vốn nhưng cũng không nên đi theo vì sẽ gặp không trụ được. Sức khỏe có lẽ là điểm bì ngang nhất trong vận trình của người tuổi Mão. Bạn có tinh thần và thân thể vững vàng, có thể kiên trì với công việc. Nên tăng cường rèn luyện, tập thể dục hàng ngày để duy trì phong độ, nâng cao thể lực,
không chỉ bảo vệ thân thể mà còn cải thiện vóc dáng, ngoại hình sẽ rất có ích trong công việc cũng như cuộc sống. Tử vi tuần mới tuổi Thìn. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Thìn rất đáng báo động, công việc bất ổn, thường xuyên có sự thay đổi, phải di chuyển xa, tình cảm nhiều trở ngại, có người thứ ba xen vào, tiền bạc thất thoát, tài chính khó khăn, chỉ duy có sức khỏe là tạm ổn và vào đó mà chỗ dựa vững chắc nhất cho bạn. Tuần này không có quan cũng chẳng có ấn, người tuổi Thìn dựa vào sức mình để phát triển. Bạn không hề lười biếng, thổ khí vượng nên tính cương nghị, mạnh mẽ nhưng lại không may là toàn gặp phải vận xui tìm đến. Người giúp không người, trời cũng không thương nên hiệu quả không cao, làm đâu hỏng đó, dễ thất bại, xin chán nản. Tuần lại có xuất hiện tiểu hao, mất món tiền nhỏ hoặc hỏng hóc đồ đạc. Công việc không thuận lại phải chi tiêu bất ngờ nên bản mệnh càng thêm bực bội, làm không đủ tiêu, dễ sinh tâm lý tiêu cực, sợ hãi, cần có người sẻ chia, an ủi, động viên, nếu không sẽ rất ra đà vào hoạt động tiêu cực để giải quay. May mắn là thể chất và tinh thần đều khá vững vàng nên bạn không đến nỗi gục ngã hoàn toàn. Chuyện tình cảm tuy không ưng ý, có dấu hiệu rạn nứt nhưng có lẽ trong lòng người tuổi Thìn cũng đã sớm buông bỏ. Hết hy vọng thì không nên còn quá nhiều thất vọng, u sầu, chủ yếu tập trung vào giải quyết công việc. Tử vi tuần mới tuổi Tỵ. Xem bói tử vi tuần mới của người tuổi Tỵ, vận trình hanh thông sáng sủa, nhiều chuyện vui tìm đến cửa khiến cho bạn cảm thấy phấn chấn và hăng hái. Đầu tháng nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch cho những ngày tiếp theo, lên phương án chi tiết cụ thể, tinh thần tập trung cao độ, hành động có tính toán. Công việc càng ngày càng tốt, mặc dù hơi khó khăn trong quá trình giao tiếp với đồng nghiệp. Bản mệnh có ấn tinh hỗ trợ, cấp trên đánh giá cao nên thường xuyên giao phó trọng trách quan trọng. Có cơ hội để thăng tiến, tương quan chủ về Tỵ Vi. Bạn hạn chế đôi co với đồng nghiệp và bớt bàn tán chuyện ngoài lề đi nhé. Tài chính không hoàn khởi sắc, có một số khoản nhỏ không thu về được nhưng chính tài khá ổn định. Làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, luôn luôn có một số tiền đủ chi dùng. Người này nên tiến hành các kế hoạch lâu dài, an toàn và tìm hiểu kỹ các dự án có tính mạo hiểm. Người kinh doanh hết sức lưu ý, có thể vì thế mà không thu được lợi nhuận như mong muốn. Tình cảm của người tuổi Tỵ là trong hung có cát, bên ngoài hai người cãi vã, đấu khẩu nhưng thông qua đó làm rõ vấn đề. Đôi bên thấu hiểu và chia sẻ tốt hơn với nhau, tạo đà cho quan hệ tiến xa. Việc cần thiết nhất là kể cả khi nóng giận cũng như khi chú ý cách cư xử, lời nói không được xúc phạm đến đối phương, không làm mọi chuyện quá đáng. Tử vi tuần mới tuổi Ngọ. Tuần này người tuổi Ngọ có vận trình cực kỳ khởi sắc, hung nhiều hơn cát ít, trải qua những ngày tháng hành thông tốt đẹp, đặc biệt là trên phương diện tình cảm. Người này ít sự hỗ trợ từ bên ngoài nhưng lại có cố gắng tự mình phấn đấu nên công việc không tồi, có thể gặt hái được một số thành tựu. Sức khỏe trôi chảy, lưu ý chế độ ăn uống thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Thái âm là quý nhân của người tuổi Ngọ, mang tới cho bạn nhân duyên thịnh vượng. Không chỉ là tình cảm cá nhân mà quan hệ đồng nghiệp, đối tác và các mối quan hệ xã hội đều có điểm điểm đáng mừng. Người độc thân là tốt nhất vì thái âm làm mối, người thương tới cửa, hai bên thuận hòa tiến tới. Quý nhân này thường là nữ giới lớn hơn tuổi, các bà cô, các bà mẹ, những người có nhiều kinh nghiệm sống nên nhìn người chuẩn xác, giới thiệu rất đáng tin. Công việc nhiều hòa sinh thổ vượng, tinh khí cương trực mạnh mẽ, mà dù không có chỗ dựa nhưng bạn vẫn có thể làm rất tốt. Tất nhiên, mệt là vì phải làm nhiều, bận rộn túi bụi nhưng công sức được đền đáp thì cũng thấy thỏa mãn. Càng chăm chỉ thì lại càng có tài lộc, tiền kiếm được đủ đầy, không bị thua thiệt. Tuổi Ngọ cần phải quan tâm hơn tới chế độ dinh dưỡng. Không nên ăn qua loa đại khái bằng thức ăn nhanh, rất có hại đối với sức khỏe. Mỗi ngày ít nhất phải có một bữa ăn tử tế, đủ chất dinh dưỡng để nạp năng lượng cho cơ thể. Có như vậy thì mới có đủ sức làm việc được chứ. Tử vi tuần mới tuổi Mùi. Căn cứ vào tử vi tuần mới của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Mùi có rất nhiều điểm phải thận trọng vì chuyện xấu tìm tới cửa liên tiếp dồn dập, còn vận may thì lại quá ít ỏi. Ngoài chỗ dựa và tình cảm, bạn có một chút tài chính thì không có điểm nào thuận lợi hơn hết. Ra ngoài thì đối phó với tiểu nhân, phiền phức với công việc, lại có điểm hung tai nạn rất rõ ràng. Tuần có thương quan, làm gì cũng có tiểu nhân đeo bám, rên pha, cố tình đổ tiếng xấu khiến cho bản mệnh gặp nhiều ngáng trở. Dù cho bạn làm tốt việc bao nhiêu, nhưng chỉ có một sơ sót một chi tiết nhỏ thôi cũng bị bới móc ra để phê bình. Điều này khiến cho áp lực công việc rất nặng nề, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tài chính đỡ hơn một chút nhưng không phải do công việc mang lại mà được người thân giúp đỡ. Bạn làm việc không suôn sẻ nên thu nhập bấp bênh, tin tưởng chắc chắn không có, điện lương không tăng, có khi còn bị phạt. May là nhờ sự tài trợ từ gia đình nên cuộc sống bớt khó khăn, không tới mức quá thiếu thốn. Thiên nguyệt hung tinh, chủ ưu tư, mượn phiền, tinh thần bất an, lo lắng gây bất lợi cho sức khỏe. Cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật. Bạn có điểm tựa là tình cảm gia đình hài hòa ấm áp nhưng các mối quan hệ ngoài xã hội là gánh nặng nên lúc nào cũng nghĩ ngợi, không quá thoải mái.
Ngoài ra hãy lưu tâm hơn tới đường di chuyển vì rất có thể sẽ gặp tai nạn xe cộ gây hỏa huyết quang. Tử vi tuần mới tuổi Thân. Một trong những con giáp có vận trình rộng rãi sáng sủa nhất trong tuần này là tuổi Thân. Các tinh thái dương cao chiếu, bừng bừng sức sống, sự nghiệp hanh thông hiển đạt, muốn danh có danh, muốn lợi có lợi, các phương tiện khác đều ở mức khá, không nhiều hung hiểm, duy có đường sức khỏe thì phải chú ý nhiều hơn, có bệnh dạ dày và bệnh phổi. Tuần gặp thái dương đối với nam mệnh là cực kỳ tốt, cực kỳ thăng tiến, sự nghiệp rất rõ ràng, công danh có người chống đỡ và hướng dẫn, làm được việc đâu được đó. Bạn thẳng tiến tới thành công, đua tranh chức vị có ưu thế, chỉ cần nắm chắc vận may là triển khai năng lực của mình thì không ngại bất cứ đối thủ nào. Tài chính nhờ đó cũng được khai thông, tốt hơn giai đoạn trước rất nhiều. Cả chính tài và tiền tài đều tới, việc chính việc phụ mang tới thu nhập dồi dào. Có số đầu tư buôn bán sinh lời, người này nếu chuyên tâm vào đường cầu tài thì dễ đại phú đại quý, đến tiền mỏi thay không hết, lại còn dễ dàng được người khác dẫn mối làm ăn lâu dài. Nhưng ham công tiếc việc, thấy lợi thì tham nên đường sức khỏe kém đi nhiều. Dạ dày không khỏe, phổi cũng gặp vấn đề, ăn uống nghỉ ngơi thất thường, sức đề kháng của cơ thể giảm xuống cộng với việc làm mệt nhọc nên ốm bệnh tới rất nhanh. Nhiều khi ốm cũng không lo chăm lo cho bản thân mình để bệnh diễn tiến tăng nặng, thật là đáng trách. Tử vi tuần mới tuổi Dậu. Tử vi tuần mới báo người tuổi Dậu rằng cứ ung dung mà hưởng may mắn đi. Đường tài chính cực kỳ thuận buồm xuôi gió, còn nâng đỡ cho công việc và tình cảm của bạn. Có đáng ngại nhất thì là quan hệ xã giao chưa hài hòa lắm, thường xuyên gây hấn vô cớ với người khác nên dễ dàng xảy ra xô xát, ảnh hưởng tới thân thể. Nếu kiềm chế được tính nóng thì tan qua nạn khỏi. Người tuổi Dậu có ngũ hành các ngày trong tuần hỗ trợ cho bản mệnh nên làm ăn phấn khởi, tiền tài hanh thông. Tiền tài tốt hơn chính tài, người làm tự do đầu tư buôn bán có lộc, đầu tư đúng hướng, thời cơ tốt lành nên có nhiều nguồn thu hơn những người làm công việc cố định. Ngoài các khoản tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp cũng tăng khá nhiều nên dùng rỉnh, xông xênh. Tài lộc vượng, công việc cũng nhẹ nhàng dễ thở hơn vì bạn có điều kiện đầu tư, cải thiện chất lượng cũng như tự bản thân mình có thời gian và bớt áp lực để học tập, nâng cao kiến thức nghiệp vụ. Thế nên sự nghiệp tốt, dễ dàng thăng tiến, mà thăng tiến thì lại vượng tài, có qua có lại, lợi cho cả đôi bên, hai phương diện bổ trợ cho nhau rất tốt. Một quan điểm quan trọng cần phải nhắc nhở là tuổi Dậu cần phải kiềm chế tính ngang ngạnh hay gây rối, kẻo rước họa vào thân. Ví dụ ra đường thì không may va chạm với người khác hoặc là người ta vô tình làm tổn thương mình cũng nhỏ thôi thì cũng lại ầm ĩ lên, sửng sộ gây khổ khiến cho sự việc trở nên phức tạp. Gặp người hiền lành thì có thể không sao, chứ gặp người nóng tính thì rất dễ động tay động chân. Tử vi tuần mới tuổi Tuất. Xem bói tử vi tuần mới của 12 con giáp có bách biệt chủ đào hoa nên vận trình của người tuổi Tuất khổ vì chữ tình. Tuần này bạn liên tiếp gặp người thích mình, theo đuổi tới tấp nhưng cũng chẳng vui vẻ gì mà chỉ chuốc thêm phiền phức rắc rối. Thậm chí còn có hại tới sự nghiệp vì tình ái, danh tiếng của bản thân không hay. Tuổi Tuất có thể lợi dụng tình cảm, các mối quan hệ với người khác phái để phục vụ công việc, nhưng đây là con dao hai lưỡi. Lợi ít mà hại nhiều, người thiệt thòi cuối cùng cũng vẫn là bản mệnh. Tuy sự nghiệp có tiến triển nhưng lời ra tiếng vào, đồn thổi tai tiếng thì rất nhiều, ảnh hưởng lớn tới cả tương lai sau này. Hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định để không phải hối hận. Một điểm nữa là nếu đang có tình tay 3, tay 5 hay là mình là người xen vào hạnh phúc gia đình của người khác thì hãy coi chừng. Họa về thân thể sắp tới rồi đấy, khó mà tránh được. Có thể bạn cũng có nỗi khổ tâm riêng nhưng về chuyện tình cảm thì tình và lý đều sai cả. Hãy nhanh chóng chấn chỉnh lại, tìm ra đường rút lui cho mình trước khi quá muộn. Nếu quá mệt mỏi, tuổi Tuất nên tìm tới các khóa học về thiền, yoga và tĩnh tâm, hướng thiện, hướng tới thế giới tâm linh để giải thoát. Khi tìm được sự cân bằng về tinh thần thì bạn đã có sự lựa chọn sáng suốt, đúng đắn và lòng dũng cảm để hành động theo lẽ phải. Khó khăn, gian nan đều là chắc chắn sẽ có thể gây nên để chuẩn bị tinh thần. Tử vi tuần mới tuổi Hợi. Xem tử vi tuần mới của người tuổi Hợi có thể thấy Nguyệt Mã chủ về di chuyển, tăng tiến tài lộc, công danh hiển đạt, hiếu động, lành lẹ. Người này đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực, lại thao bác, nhạy bén, khôn khéo nên cũng có một số thành tựu. Tuy nhiên thật không may là vận trình có nhiều sao xấu nên lợi thì cũng có nhưng hại thì nhiều hơn. Làm bao nhiêu cũng không bù được một vài lần kém may mắn nên bản mệnh khá thất vọng. Tuổi Hợi nhanh nhẹn song quá vội vàng, lại có thất sát chủ về nóng nảy, hao thắng nên công việc mới suôn sẻ được chút ít đã vội mừng. Tấn công liên tiếp mà không nghĩ kỹ nên thất bại, thất thoát tài chính, bị người khác phê bình, gây sức ép. Cuối cùng tạo thành một mớ rắc rối, không như ý, khác xa với mục tiêu ban đầu. Một điểm nữa là di chuyển, đi lại nhiều dễ gặp thời thế. Tốt cho công việc nhưng tuổi Hợi vướng dương nhận, hung tai rình rập, tai nạn bất ngờ, có thể gặp hỏa huyết quang, thân thể bị tổn thương nên phải chú ý lưu ý, không nên chủ quan, nhanh một phút mà chậm cả đời.
Đường tình cảm của người này hài hòa dễ chịu, có thể tìm được tri âm tri kỷ đồng hành vượt qua khó khăn. Mỗi khi có chuyện không vui, bạn mệnh nên sẻ chia, giãi tay cùng người khác để nhẹ cánh, đồng thời xin lời khuyên giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn đối với vấn đề, không cố chấp bốc đồng theo mình, đang làm bớt đi những sai lầm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.